Cảm ơn nha. Thank you, bị ngã không chờ quá. Cầu chờ hết rồi, bây giờ không được. Người lấy cuối đi rồi. Đó lát cũng dùng mấy cái thùng này. Ủa, thùng gì cho? Cái này mình đã làm thùng bằng hay quá đen cháu bằng rồi. Cái này mình đã làm thùng bằng
bằng tàu thương thái thú. Đừng có rờ bậy bạ nhau. Anh xung phạm chính xác vô mới được đó. Các bạn từ trưa vào trưa thứ bảy tại San Maria trong khu vực của Việt Nam. Thank you.
Gòn đang đi đến quay heo để thông viên quay. Canada với Mỹ thì cũng là một hãng nhau. Trong hai ngày rất là sinh hoạt vui cười
và trở lại cái thời niên thiếu của mình. Mày và tao, mày và tao, từ những ngày hôm nay thì không biết nói gì những lời thương thương hơn là anh em đã đến đây thì chung vui, và đến đây thì hội ngộ lại và cùng họp lại trong tình thương thân thương ái. Và không gì hơn là buổi hội ngộ ngày hôm nay sau những ngày vô chơi thì chúng tôi mời anh em đến đây để cùng dự tiệc buổi tiệc tân sơ do bà xã tôi và nhiều người bạn đã phụ tay. Thì cảm ơn các bạn, cảm ơn các giáo sư, cảm ơn anh bộ viên, cảm ơn chị Lễ, cô Bông, cô Anh, và xin dừng lời cho chị bà xã tôi nói về là phi lộ. Chào giáo sư và xin kính chào quý anh chị. Em để mở đầu em xin tặng tất cả quý anh chị 4 câu thơ. Cái tựa là hội ngộ. Đêm hội ngộ. Dù áo thư sinh đã bạc màu, cuối trời luôn là vẫn tìm nhau. Đất khách quê người vui tao ngộ, đồng ấm đồng bơ môn vẫn ngọt ngào. Và để nối tiếp sự gặp gỡ hôm nay là một tiếp nối bình an thân ái. Bởi vì chúng ta những người không chỉ trải qua tầng 1, tầng 2 mà cả chục tầng địa ngục. Chúng ta đã trôi qua chính cửa thăng trầm. Chúng ta những đời thuyền đã lũ chìm qua mười phương gió bão. Chúng ta thiên nan vạn nan trên quê người trong những năm tháng khởi đầu. Nên vùng trời yên biển lặng ấy là cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta, để chúng ta cùng nhau trò chuyện, hát ca, để cùng nhau tìm về kỷ niệm hạnh phúc hay ngậm ngùi, và đồng cảm nhận được rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp. Vì thế anh Hương Hỏa và em rất hân hoan chào đón quý anh chị, và em rất vui sướng được góp chút gì, và kính mong quý anh chị được vui trọn vẹn trong những ngày hội ngộ khóa 12 nơi vùng trời thân ái Virginia và vùng thủ đô Hoa Thịnh Đúng. Và đặc biệt là lần này là sự hoàn thành cuốn đặc sản với sự hợp tác bài vở hình ảnh tài chánh của quý vị sinh viên quốc gia hành chánh khóa 12. Những cánh thư lời lẽ thật dễ thương, thật cảm động của quý anh chị Mạnh Thường Quân khóa 12. Đó là thật sự đó là một cổ động rất lớn, cổ động tinh thần rất lớn cho anh Hương Hỏa em vượt qua những mệt mỏi và khó khăn. Em cảm ơn sự hợp tác đầy thương yêu của quý anh chị. Thì trong buổi hội ngộ hôm nay có ngoài chuyện họp mặt ở đây thì chúng tôi có anh em khóa 12 có đóng góp lại thành một cuốn đặc sang khóa 12. Thì đặc sang nó là hai nội dung có gém của một quãng đời gần 40 năm của tất cả anh em. Nó chỉ những trang giấy nhưng thật sự đã nói lên những nỗi lòng của thăng trầm của cả một cái cuộc đời của anh em đây, và cuộc đời anh em nối liền với cuộc đời của đất nước. Thì rất nhiều sự cảm động sẽ mang lại đến em đây. Và không gì hơn đây thì có giáo sư Nguyễn Quốc Trị là viện trưởng của chúng ta. Tôi xin đại diện cho anh em kính tặng giáo sư cuốn sách này, cuốn đặc sang này như là một lời cảm ơn chân thành của giáo sư đã đến với anh em chúng tôi. Và nữa là anh Vũ Viên là một người đại huynh rất rất thân mến của chúng ta ở đây, một niên trưởng và niên trưởng của chúng tôi nói về miền Đông. Thì xin đức nặng bộ viên. Dạ, người thứ ba nữa là cô giáo sư Bông.
Hồ Xuân Công Cô Bông cũng là một người rất thân thương của miền Đông này. Nhưng mà đối với tôi gọi là Cô Bông rất là thân tình. Nhưng xin cô nhận ngay lời chúc phát này. Dạ, một người cô mà cũng là rất tích cực giúp chúng ta hôm nay là giáo sư Kim Quynh. Xin giáo sư Kim Quynh nhận cho lời cảm ơn này. Quan thanh mặt sáng này đóng góp của nhiều bàn tay, thì gồm đó những hình bìa từ anh Hoàng Trường Thanh ở Thanh Đúc đóng góp, và tất cả của Vũ Hấu, Thư Quả, và đóng góp của toàn tay ông Pháp 12 cầu thế giới và quốc nội. Trước khi dứt lời, ở xin cảm ơn tất cả nhiều những anh em ở đây, và để trao lời lại cho anh Lê Minh Tiết. Dạ xin đây em xin em nhận quả xin cảm ơn anh Đỗ Văn Giám, phu quân của chị Nguyễn Thị Hở, đốc sự khóa 12. Anh Giám ạ. Anh Nguyễn Quý Hùng, đốc sự khóa 12, đã phụ giúp quay phim đón đưa các anh chị ở phi trường. Dạ, em xin cảm ơn cô giáo sư Kim Quynh đã tận tình giúp về phần văn nghệ. Dạ, xin quý vị một tràng pháo tay. Dạ, em xin cảm ơn chị Thu Anh. Mời chị Thu Anh ra. Chị Thu Anh.